mới đó mà mình đã quen nhau được 4 năm rồi đó. Chờ cho sự nghiệp ổn định, mình làm đám cưới nha em. Em hứa, nhớ là không được bỏ anh nghe chưa. Em thương anh hổng hết, sao mà bỏ anh được chứ. Em có một bất ngờ này cho anh. Anh đứng đây nha, nhắm mắt lại. Ok. Đứng yên đó nha. Sao lâu dữ? Trang ơi, cái gì vậy em? Em nào? Quả Thắng, mày làm gì ở đây? Trời ơi, câu đó tao phải hỏi mày mới đúng á. Cứ ăn bận cái kiểu này, cái mày ra chỗ này mày đứng. Mẹ mày lo cho mày, gọi cho tao đi kiếm mày. Ngày nào lần nào cũng vậy hết. Tao không biết là tao là bạn mày hay là cô bảo mẫu của mày nữa. Bây giờ ở đây rồi, đi về gặp mẹ, lẹ mẹ lo. Ê thôi, tao đang đứng đợi mà. Đợi ai? Thì tao đợi Trang. Đợi Trang đúng không? Ừ. Đợi Trang đợi đâu không được, về nhà mình đợi nha. Để cho mẹ lo kìa, đi. Thôi, không được đâu. Trang mới ở đây, tao phải đi kiếm Trang. Trang! Vũ! Trang ơi! Vũ em à, đâu rồi Trang? Mày nghe tao nói đi Vũ! Trang ơi! Vũ! Trang chết rồi! Không! Trang đâu có chết. Sao ai cũng nói Trang chết là sao? Mày nghe tao nói nè, mày bình tĩnh lại đi. Trang đã chết cách đây 1 năm trong vụ tai nạn giao thông rồi Vũ. Mày phải rũ bỏ hình ảnh của Trang ra khỏi đầu mày đi. Mày có biết không, rất nhiều người lo lắng cho mày, quan tâm tới mày, nhất là mẹ của mày ở nhà đó Vũ. Chẳng lẽ mày cứ sống như vậy hoài sao hả Vũ? Không được, Trang không có chết. Tao phải đi kiếm Trang. Vũ, nghe tao nói đi Vũ. Trời Vũ, Trang, nghe tao nói đi Vũ. Mày, mày tỉnh lại giùm tao được không Vũ? Trang thấy mày vậy, Trang ra đi có thanh thản không Vũ? Tụi tao còn hứa sẽ làm đám cưới. Trang còn nói với tao là yêu không hết, làm sao mà bỏ được. Trang chưa có chết. Mày điên rồi vậy? Bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Trong đêm chung kết này mình có 2 phần biểu diễn. Phần thứ hai là để dành trọn vẹn cho vừa hát và đặc biệt là về một câu chuyện để diễn. Tụi em lại không có tận dụng cái đó vào cái chiều sâu á. Mình cần cái kịch á, nó hỗ trợ, nó vào cái nội dung thì nó sẽ đi sâu vào tâm trạng người ta. Cái bay bổng này là cái riêng của tụi em. Và cái dàn dựng này có một cái màu sắc lạ và của hai vợ chồng em trong cặp đôi vàng. Chúc mừng tiết mục 2 bạn. Và xin chúc mừng các bạn. Trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, yêu bạn cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Nè, lại đây hỏi nè. Hỏi gì đấy? Nhìn này có nhớ gì không? Cái này á? Trời, quên quen à. Nhưng mà tôi không nhận ra. Chịu tôi luôn. Tôi biết ngay mà. Cái đồ vô tâm. Tặng người ta rồi không nhớ hả? Làm người ta suốt ngày nhớ thương à. Và thua theo tuổi đời, tình đẹp như trang giấy kẻ phân thơ, như
nỡ vùi chốn tuổi học trò. Người em gái mến thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau? Có những lần hoàng hôn rớt trên vai, bước chân đi lòng nỗi tiếc ai hoài. Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu? Biết nói gì tình ta sắp chia phai, kẹp tâm tư dành riêng đến một người. Ngày xanh ơi, ngày xanh trên trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa, khiến lòng tôi bùi ngùi. Ngày biết dòng nhật ký còn ghi nốt tâm tình, và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn kể lại chuyện buồn. Chúng ta vừa đến với bản mashup gồm hai ca khúc Tuổi học trò và Lưu bút ngày xanh. Ở đây Thùy hát bài này cũng khá là cao, nhưng mà có vẻ như bài này em không có tự tin lắm. Chứ còn em làm thì vẫn tròn trịa. Còn đối với Nguyên, con hát chia gì? Chia file là chia gì? Cô không hiểu nghĩa đó là gì hết á. Chia file là chia gì? Chia phôi. Trời đất ơi, hát sai cái lời nghe không? Với lại trong cái bài này thì ở cái đoạn cuối á, chị thấy mắc cười Thùy quá. Lúc em đưa cuốn lưu bút ra thì khi mà lưu bút nhắc lại là Nguyên sẽ đưa cái tay cùng nhớ lại cái kỷ niệm lưu bút, là sẽ cầm luôn cái giữ luôn để mà hát với em. Chị thấy Nguyên nó không cầm, nó rờ vậy nè, nó rờ cái mép vậy nè, mà chị thấy em cầm cái cuốn sổ này nè, là ý là em nhắc phải không? Phải không? Em nhắc em làm này. Chị thấy rõ ràng luôn, nhất định anh ấy chỉ rờ cái mép nên mới buông ra. Tới hồi cuối bài anh ấy mới cầm chung với em phải không? Có phải chị nói đúng không? Dạ đúng rồi. Tại sao vậy? Sao lúc đó con không cầm cuốn lưu bút luôn con? Con tính là con mắc diễn hả? Cuối cầm xong là hai người cùng buông tay ra. Đó đó, đó hai đó. Người buông tay rớt cái cuốn xuống hả? Cái đó là chuyện như cái chi tiết nhỏ chị thấy thôi, phải không? Nhưng mà nói chung trong bài này thì nói về độ an toàn thì hai đứa làm tốt. Xin cảm ơn chị Tư rất nhiều ạ. Còn chị Vân thì sao ạ? Xin mời chị. Đấy, thì người từ sơn binh nhau. Không, cái này lại không binh được. Tức là thế này, cái nội dung của cái tiểu phẩm này nó không có ăn vô cái bài hát. Đó là cái cảm nhận của tôi. Cái chủ đề của mình là tương tư, đúng không? Thì bây giờ cái cô giáo này, cổ tương tư cái anh này, cổ giữ một cái kỷ niệm của anh này cho tới giờ phút này, đúng không? Thì cái nhân vật anh này không thể tồn tại song song với cổ ở cùng một địa chỉ được. Anh phải là ở đâu đó xa cổ rồi. Bây giờ hai người gặp lại thì để rồi mình mới cất những cái giọng hát để mà mình nói về cái nỗi niềm. Tương tư nó là một cái gì đó, một mình nó nội, nó hướng nội. Một mình biết mà thôi. Vậy thôi, chứ không có cái gì hết. Xin cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Và lần này có thể biến hóa nhẹ nhàng hơn. Chúc mừng các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.
dùng cho mây hay cho bão tố có kêu tôi đây. Dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, vẫn yêu em. Sài Gòn ơi, mong mãi tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiễn cho đời để ước mơ đêm đêm đó. Một tràng pháo tay thật lớn cho Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Cảm ơn Candy Ngọc Hà, cảm ơn con, cảm ơn bạn Quốc Dương, cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và đặc biệt là cảm ơn MC Nguyễn Khang. Anh Khang đâu rồi á? Sao anh? Vợ anh đi rồi. Vợ cũ. Hồ cũ đúng không ạ? Vợ cũ đó. Hôm qua đứng kế nhau một cái cho nó ấm. Ừ. Vâng ạ, không biết là cảm xúc của ban giám khảo ngay bây giờ như thế nào về tiết mục này ạ? Xin mời chị Tư trước đi ạ.
Bất ngờ thiệt. Nhân, Nghĩa hát xong xong nghe giọng Nhân ấy, cô đi tìm hoài, cô nó biết đứng chỗ cái nào, cái chỗ bực bội của nó đã đâu rồi, sao tiếng hát mà không có người vậy. Trời ơi, cái ngụy trang giỏi thiệt. Nhận không ra rồi, ai ngờ bữa nay làm bà lão công vậy đó hả con. Trời ơi, thực sự hôm nay cô nói một điều này cho con là con diễn được chứ không phải không diễn, con biết diễn. Nhưng tại con không có chịu mở lòng mình ra, con không có chịu thoải mái. Hôm nay diễn thoải mái lắm nha. Bé lớn vậy nè, cái gì cũng ngại mà hôm nay diễn có ông xã, cái cách diễn của con cũng rất là dễ thương ha. Rồi ngay cả khi đứa con lên là nó hoàn khăn, cái cách diễn rất là chững chạc luôn. Một người đàn ông phụ bạn nữa lại xuất hiện ở trên cái sân khấu này, MC Nguyên Khang. Không, thật ra thì em lại không nghĩ đó là phụ bạc, mà do cái sự chia cách khi mà anh đã phải hoàn cảnh. Anh bắt buộc phải xa cách. Ủa rồi sao phụ nữ ta chờ được mà mắc mớ vậy, ông phải lấy vợ? Có nhiều cái bộ phim mà đến gặp nhau thì cổ về cái ảnh đến, cho nên không gặp nhau được. Dạ. Bạo biện. Thế mới nói là cái cuộc tình ngang trái nào đây chị. Quá ngang trái, vỗ tay cho anh Khang. Ừ, anh làm ra sự ngang trái đó. Thấy chưa, nó mới tương tư được. Mà sao không cho Minh Xù vào vai chồng của Thị Nhân? Đáng lẽ ra là em vô vai chồng Thị Nhân đó, nhưng cái mặt em đi quét rác không có được, người ta không tin. Không hề, tại vì em dám mở miệng ra em nói là em yêu chị Cẩm Ly. Đúng rồi, em sai, cái lỗi miệng em. Hại lỗi cái thân. Lỗi em xin lỗi Minh Vi. Dạ. Đúng là tiết mục này, tuy xem thấy Khang rồi thấy mọi người diễn có những điểm gì đó rất là thú vị, nhưng mà trong đó nó vẫn có những cái thông điệp, nó có điều gì đó ngậm ngùi dành cho những ai chiêm nghiệm về hạnh phúc hoặc là đã trải qua những cái sự tan vỡ. Người ta sẽ rất thấm với cái thông điệp của niềm khúc cuối hay là nỗi lòng người đi. Và cái thông điệp mà mọi người đều nhìn thấy hết đó là cái tính ước lệ của mặt thời gian về nghệ thuật á. Đôi khi những người 5 năm, 10 năm hay vài chục năm không gặp nhau và những cái sự chia phôi á, nó chỉ diễn ra trong tích tắc ở trên sân khấu, chỉ trong một vài giây hay là một vài phút, thì đúng là xem anh cảm thấy đúng là rùng mình thật. Nó có những sự gọi là tan hải biến vi tan điền á, có nghĩa rằng là ruộng dâu nó đã biến thành biển xanh, và ngược lại một nơi biển xanh nó đã thấm thoát thời gian nó trôi qua, nó đã biến thành cái ruộng dâu rồi. Có nghĩa là vật đổi sao dời và cả lòng người cũng vậy. Và ở đây nó đặt ra là trong cùng một cái sân ga đó mà nó lại có hai cái số phận, nó có hai cái máy ấm khác nhau. Một bên thì được hạnh phúc, còn một bên thì một cái cuộc tình nó không được trọn vẹn. Và trong cái phần này nó đã được dẫn dắt bởi hai cái giọng hát của hai em rất là dặt dìu, rất là tha thiết. Cảm ơn hai em. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều với tiết mục này của hai bạn Cao Công Nghĩa và Thị Nhân, đặc biệt có sự góp sức của diễn viên MC Nguyễn Khang. Vô đi bà xã, vô đi. Nói lại tình xưa nha anh. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Ừ. Quý vị, lời đắng cho cuộc tình với Tạ Đình Nguyên và Như Thùy. Em xin mời chị Tư nhận xét hả? Hôm nay anh Nguyên anh diễn quá thôi. Bữa nay anh biểu cảm dễ sợ luôn á. Tốt dần lên từng ngày. Chị có cảm giác như hai đứa tụi em á, lúc đầu không biết nhau á, bây giờ giống như gần tìm được cái điểm chung với nhau, có cái sự và tương thông với nhau. Cho nên khi mình làm hoặc mình hát cái gì nó cũng sẽ dễ dàng. Càng vào sâu trong á, hai đứa bắt đầu càng ngày càng khớp với nhau rất là nhiều. Cho nên là diễn hát rất thoải mái. Nếu mà xem lại những tập đầu thấy Nguyên, trời ơi, con thiệt là cù lần luôn á Nguyên. Nhưng mà giờ này biết diễn nội tâm, mặt biết đau khổ. Nhưng mà chỉ hồi nãy nha, anh ơi, nàng đưa tay lên, anh vừa mới chưa kịp nhớ mới cứ chạm cái giật liền đó. Để mà làm gì? Để quay qua đây diễn tả là sao? Chị tính nói đó, chị tính nói cái đó đó. Thì người ta đưa lên, ít nhất con cũng phải cầm một tí xíu, rồi con có muốn buông ra cũng phải nhẹ nhàng, một cái sự nuối tiếc hay gì. Thì mới đưa lên nè, con mới đặt cái tay giống như nó vừa chạm cái tới cái câu, con phải diễn tả buông ra cái đực đực đưa qua đây. Không, cái này xin lỗi chị Ly là em có thấy, nhưng mà tại vì cái tay của bạn ấy thuận về cầm micro, cái tới lúc bạn nắm cái chỗ bạn đó chuyển xong, micro bạn chuyển micro à, yeah. Cái đó là không có chấp nhận cái chuyện thuận micro. Cái đó không có chấp nhận. Không có binh giật, không được. Có binh được cái kiểu đó. Khang à, em đừng có thấy cái giọng hát của Nguyên hay quá rồi em binh giật những cái đó. Nguyên em làm gì không được. Lúc đó em cầm cái đô em đứng làm sao, em ôm eo vậy đi, em vẫn cầm vậy được, em hát được mà.
đó thấy chưa? Bây giờ nói mới được. Ủa, tôi nhớ là nãy giờ chưa có một cái bài nào mà bán bánh tráng mà sao Khang lật lẹ dữ trời. Không nhận em chắc em xin bánh tráng của chương trình rồi. Em xin phép chị mời chị tiếp tục à. Mà con đã diễn thì con phải diễn cho trót chứ, làm giống như con sợ Thùy nó ăn thịt con vậy đó, mới cái đụng giật cho. Tự nhiên người ta nhìn vô kỳ cục, trong khi con diễn đó diễn rất là tốt và hát bài này thật sự đó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Chúc mừng. Xin mời danh ca Họa Mi. Họa Mi thì thấy rằng ở giữa hai bạn á, thì Nguyên đó, Nguyên hát á, Nguyên có cái tình cảm trong cái giọng hát và trong cái biểu cảm. Thùy á, cái diễn tả của em á, nó hơi bị lạnh lắm. Tất nhiên là khi em hát, em phải diễn tả bằng cái mặt em luôn nữa. Khi người ta coi một người ca sĩ là người ta vừa nghe và vừa nhìn. Cô thì cô thích em phải diễn tả thêm về cái biểu cảm của khuôn mặt của em. Hai người đoạn đầu hát đứng hai bên, có mỗi người một nơi vậy đó, nó rất là tiếc. Tại sao mình không đi tới gần mình hát, xong mình đi giảng ra giảng vô, rồi mình nói chuyện với nhau bằng những cái câu hát. Từ cái đó mình có thể diễn tả được tùy theo cái câu. Thành ra khi mình hát một cái bài, mình phải coi từng cái lời một, cái lời đó nói cái gì, thì tụi em sẽ theo cái lời đó để tụi em diễn tả. Cũng giống như là Vân đóng kịch thí dụ vậy, thì cũng phải theo cái lời đúng thì mình mới diễn tả được, chứ không thôi là mình cứ trơ trơ ra mình nói thì không được. Thành ra là cô Mi muốn là mình có cái động tác nhiều hơn, chứ không phải nguyên cái đoạn đầu là hai người đứng hai bên nhưng là cái mảnh ai nấy hát, rồi xong rồi các lần thứ nhì mới là ráp vô chút xíu, rồi mới là giảng ra, rồi mới bắt đầu chót, rồi mới là ôm chút xíu, mà thấy nó không được tha thiết lắm. Mình phải tha thiết hơn nữa. Từ cái bài này là cái bài của một cái tình yêu mà đau khổ, dù đau khổ nhưng mà hai người là yêu nhau mà, thành ra phải có một cái biểu cảm mạnh hơn chút nữa để tăng thêm cái sự hay của cái bài hát là người ta hiểu hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn danh ca Họa Mi. Không biết là nam giám khảo lấp lánh lập lòe bên áo của mình có muốn chia sẻ gì không ạ? Tôi có nhiều hộp mà tôi không lấp lánh nha. Dạ. Hộp tôi là hộp lì. Vâng. Đó, hộp đó hộp chiếu đó. Vâng, em biết rồi. Anh có chia sẻ gì không ạ? Về Nguyên, cái này đúng là sở trường của Nguyên. Còn Thùy, bè rất dính. Rất dính những cái câu bè của em. Chỗ đó hai đứa có tập rất kỹ. Mà chỉ sai một chỗ thôi. Nên anh, nên em, chỗ bè đó. Đúng không? Xem em như một gã khờ. Bị một lần thôi, bị một lần thôi. Anh ghi tại anh cũng soi, anh soi nhiều. Còn ngoài ra là hai đứa hát có cảm xúc trong câu hát. Nhất là Nguyên. Cái này là khen Nguyên trước nha. Còn những lần trước anh khen em rồi mà không khen Nguyên. Vì hôm nay em bị cái tóc, anh không thích lắm. Về trang phục. Rồi, xong. Chúc mừng tiết mục hai bạn. Xin cảm ơn anh Minh Vy. Cảm ơn các bạn. Nhưng mà hôm nay thật sự là các bạn rất đẹp luôn á. Tôi phải nói thật như vậy. Rất là sang trọng và đẳng cấp. Nào, bây giờ tôi muốn các bạn sẽ cùng khoác tay nhau một cách rất là quý ông quý bà. Xin giới thiệu Tạ Đình Nguyên và Như Thùy. Bước đi. Sầu riêng hạt clip. Ủa anh hai. Cô ba. Tuần này em xuống 2-3 lần rồi đó nha. Tại vì tôi thèm cái mùi. Mùi gì vậy anh? Mùi gì? Này cô em bán sầu riêng. Sầu riêng em bán chứ tình duyên thế nào? Hỏi hoài à. Em thời có bán anh mua, dù cho 17 nhà lầu xe hơi. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không béo, tới đây em sẽ đền. Đền gì vậy? Em đền 8 trái cho anh. Thôi đền khác đi. Còn tình duyên em đến kẹo xuồng vô giúp tôi với. Thôi em xuống đây mua. Em ơi bao đêm anh không ngủ được. Ủa sao vậy? Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng. Sao không à? Đẹp như biển đó
người nói ngọt lắm, tôi không có tin đâu. Dài hôm anh ghé hàng em, sầu riêng ai bán, chứ em đâu mất rồi. Đúng rồi, hai người bán mới cho hay. Cho hay sao? Là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Trời ơi, con mẹ nhiều chuyện, nghiệp tụ dành thôi. Chị là chị lấy sầu riêng là chị giả vô mặt nha. Anh hai không có đâu anh hai, em không có đi lấy chồng hôm qua. Anh đừng có tin lời mấy bà đó nghe, không có. Con có biểu chưa? Chưa. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không đeo, tới đây em sẽ đền. Có nợ anh gì vậy? Em đền lần này chín trái cho anh. Thôi đợi tình duyên đi. Còn tình duyên em để trao người mua duyên. Cái kèo gì khó dữ vậy trời. Chứ làm sao đâu có dễ được. Em ơi, bao đêm anh không ngủ được. Sao nhở? Sầu riêng quá nóng, hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng. Ê trời đất ơi, đẹp như tiếng đó cho lòng anh thương tư. Thôi anh hai ơi, anh đừng tương tư em, anh mua sầu riêng giùm em đi. Em cảm ơn mà nhé. Dài hôm anh ghé hàng em, sầu riêng ai bán, chứ em đâu mất rồi. Thì đó, hai người bán mới cho hay. Nữa hả? Là em đi lấy chồng vừa hôm. Trời ơi thiệt, em khổ quá anh hai ơi. Em là hôm qua em không có phải đi lấy chồng gì hết trơn á. Người ta ghen ghét em đó, người ta nói xấu em thật. Trời là ơi, bởi vì mấy bà này xấu tính dễ sợ luôn. Bởi người vậy... ta còn trẻ măng về lấy chồng gì. Bởi vậy em là hiền nhất cái là cái ghe này. Ủa? Không có ai hiền hơn. Ủa, em hết trơn á. Cô ba. Nói vậy là cô ba chưa có người yêu luôn hả? Chưa. Trời ơi vô mánh. Cô ba anh... Vậy cho tôi xuất làm người yêu của ba nha. Nhưng mà hạn sầu riêng của em nó còn nhiều quá anh ơi. Em không có nghĩ tới chuyện tình yêu được. Trời ơi, thiệt á, cái sầu riêng này tôi mua hết cho tôi bao hết luôn cái sầu này, nhiêu tiền vậy? Thiệt hả anh? Thiệt, trời ơi. Trời ơi, anh hai sộp quá. Nhiêu tiền? Dạ, cái ghe của em 2 triệu hả? Trời đất ơi, tưởng tôi 200 triệu. Ai ngờ có 2 triệu à. 2 nè. Triệu. Cô, còn 4 triệu đưa luôn cho cô, 4 triệu luôn. Trời ơi anh hai sợ quá à. Anh hai giàu quá à. Cảm ơn anh hai nha. Đồng ý làm bạn gái tôi nha. Nhưng mà thôi. Sao vậy? Bộ mua xong là cái kêu người ta làm người yêu hả? Thôi anh hai ơi, hôm nay anh hai mua giùm em cảm ơn anh hai. Nhưng mà cái ghe này sáng giờ em bán cũng mấy trái rồi nên không có đủ 2 triệu à, để em về em lấy thêm nha. Thôi không sao đâu, trời ơi, nói gì ra chứ tôi đâu có thèm sầu riêng đâu, tôi thèm cái khác mà. Quỷ à? Hả? Thôi đi, bây giờ em là người miền Tây chất phát thật thà lắm. Em bán 2 triệu là phải đủ 2 triệu. Anh hai ngồi ở đây đi, em đi về á. Em kêu chồng với mấy đứa con nó bưng sầu riêng ra cho đủ nha. Cái gì? Cô mới nói kêu ai? Chồng với 2 đứa con của em. Ủa sao cô nói là cô chưa có người yêu, sao cô giờ có chồng? Ủa quý vị làm chứng, anh có hỏi em có chồng đâu. Anh hỏi em có người yêu chưa đúng không quý vị? Anh hai hỏi em là có người yêu chưa, nhưng em không có người yêu, em có chồng với 2 đứa con. Anh hai ngồi đây nghe, tí nữa là em đem sầu riêng ra liền nghe anh hai. Cảm ơn anh hai. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, sầu riêng tôi đã mua rồi, tình duyên em mang cho người đành sao. Để bao đêm trắng mơ màng, sầu riêng gái đa. Ây da, chứ đáng đời ham sắc nha. Trời, sầu riêng gái đa,
đâm vào chân đau. Lương ơi, Lương, anh nói nghe, bây giờ lỡ rồi mình xuống mình tặng cho giám khảo mỗi người trái chồi sầu riêng thơm lắm. Sầu riêng em là thơm hạt lép cây luôn, hạt lép chín cây. Dạ, đặc sản Cái Ngon nhà em. Dạ. Ê, mà em không dạ, bảo đảm là còn ruột hay không nha. Ăn nha cô. Không có xịt thuốc dạ, luôn. Trời không, ơi, có ruột hay không? Không biết có ruột không kìa. Dạ chị dạ. Tư, chị Tư về, chị Tư Linh anh Minh ăn nha. Dạ, dạ ngon lắm. Bây giờ mấy giờ ngưng lại ăn xong quay tiếp được không? Được, không được. Nó thơm ăn quá xong phải. Nó tắt tiếng hết nói thì sao? Dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của ban giám khảo. Chị Dân chắc nãy giờ chị lo ăn sầu riêng rồi. Sao? Dạ. Thôi giờ em mời chị nhận xét trước đi. Em biết là sầu riêng là món khoái khẩu của chị luôn á. Biết sao không? Thực ra là tôi cũng tính phóng lên để tôi nhận xét trước rồi, nhưng mà tự dưng tôi nghe chị My nói trời dễ thương quá, lúc mà diễn hai bạn này chào á xong trời dễ thương quá, dễ thương quá, nói mình ơn vậy đó. Trời, nói độc thoại làm như không ai nghe. Dễ thương quá, dễ thương, bởi vậy giờ phải chuyển cho chị My coi chị My nói dễ thương sao nè. Mà chị My có thích sầu riêng không chị? Chị thích ăn thích sầu riêng. Lắm. Thích lắm luôn hả? Thích sầu riêng lắm. À, bữa nay á, hai em hát rất là hay, rất là dễ thương mà rất là điệu đà, nhất là Minh Luân đó, giống như công tử mà kiểu là công tử miệt vườn mà điệu mà đi tán gái đó, rất là hợp. Mà hát cũng hay nữa, mà Phương Trinh kỳ này hát khá hơn kỳ trước nhiều lắm á. Đó, kỳ này là hát rất rất là tốt rồi đó. Bây giờ nó tiếp tiếp luôn nha. Hai bạn lại làm cho tôi thêm một lần phấn khích nữa. Lý do tại sao biết không? Một cái ca khúc nghe rất là nhiều rồi. Giống như là hồi đó giờ cái mỗi mùa chôm 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 mùa chôm 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 là nhiều người làm video, nhiều người ca rồi. Hoặc là bài Văn Câu á, nhiều người rồi. Thì cái bài này cũng vậy, nhưng mà tôi không có nghĩ ra hai bạn lại có một cái hình thức thể hiện nó đáng yêu như vậy luôn. Trinh á cứ khoác lên cái đồ mà nó bèo bèo bọt bọt mà nghèo nàn lạc hậu á, là y như rằng á là Trinh toát ra được một cái thần thái ở bên trong cực kỳ dễ thương luôn. Không biết tại sao, lý do gì. Còn ngược lại hôm nay Minh Luân á, cô rất là ngạc nhiên luôn là Minh Luân nguyên cái phần mà con diễn từ chỗ này ra tới khi mà con bước xuống sông á, là con hoàn toàn là một Minh Luân khác. Cô không biết Minh Luân đó luôn. Đúng rồi đó. Cái đó là cái thể hiện của con thôi. Nhưng cái thể hiện đó nó quất vô cái phần nhạc, con hiểu chưa? Thành ra là nó rất là đặc biệt luôn. À, nó vô cái nhịp, chẳng hạn như con quăng cái sợi dây chuyền đó là nó vô cái nhịp. Cho nên nó rất là hay, nó không giống như là những cái bộ phim hay là những cái vở kịch mà con trình diễn. Đó là cái mà tạo cái sự phấn khích trong cái ca khúc này đối với tôi. Cho nên rằng là tiếp lời của chị My thì ngày hôm nay là em thích cái bài này đó chị. Chị cũng thích. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn chị Vân. À, với lại tôi cũng nói một cái câu chốt hạ là không phải vì trái sầu riêng của em mà tôi khen cái tiết mục này đâu nhé. Tôi có thể mua được cả cái xuồng đó mà, đúng không nào? Dạ đúng. Nếu như tặng thêm một trái nữa thì liệu chị có nhận không ạ? À? Có thể thêm một câu nữa hay ho hơn. À, dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của một vị giám khảo mà kiêng tinh bột, kiêng đường, kiêng những thứ nóng, kiêng sầu riêng. Kiêng dạ, hết. Kiêng hết mọi thứ. Và dạ, xin mời vị giám khảo đáng yêu của chúng ta. Anh Minh Vi. Không, ở đây có quy tắc hả chị? Đó, chết chưa? Nếu mà cái tỷ lệ mà khen nhiều quá là bắt em phải chê. Không, góp ý chứ mà chê, góp ý. Anh ơi, nhưng mà nếu như tặng thêm trái sầu riêng nữa thì cái lượt góp ý của mình... Ờ, may quá anh không biết ăn sầu riêng. À, không phải không biết ăn mà không có cho ăn. Không cho ăn luôn. Ồ, không vậy chị? Hả? Sao vậy? Cả một quá trình để kiêng á, không cho ăn đó. Ồ, không tốt. Vậy nói chung là không tốt em. Rồi em có kiêng ăn rồi em ăn. Em ăn thì ăn không? Được, ăn chút chút thôi. Vậy thì thay lời chị Quả My. Chị lấy qua không? Không có. Chị cảm ơn em, cảm ơn em hai đứa chị. Nó vẫn nằm, nó vẫn nằm chung ở nhà em nè, để đằng nào để xa xa ra. Cầm đi ăn thế dùm mà. Dễ sợ thì thưa quý vị, tống tóc hồi cũng bảo vệ hai trái sầu riêng của mình. Em nói chị nghe, ở đây mới có 4 trái thôi. Chị để không khéo nguyên cái xuồng đó Khang lấy hết. Dạ. Còn ở trên nhiều lắm chị. Tại sao chị lại có thể nghĩ xấu cho em vậy? Nhưng mà tại đúng là 5 trái này của em đó. Ok, anh nói tiếp. Đáng lý là em rồi. Điều tra chỉ cho không kỹ. Gặp cái thằng ghét sầu riêng, đưa trái sầu riêng ngay mặt nó nữa. Ok, bắt đầu lật mặt từ từ nè. Lật mặt tập 1. Tin nhắn. Một bữa chiều ngày thứ 7. Julie Phương Trinh. Anh ơi, em không thể nào chịu nổi anh Minh Luân nữa rồi. 5 phút sau, Minh Luân
chú ơi, chú có thể giúp con được không chú? Đó, cái tướng nói gì tướng tôi đó kêu tôi chú chứ con. Anh giống như là cái ông bắt cầu giữa hai người đó. Em và anh Minh Luân rất là cảm ơn anh Minh Vy đã cho tụi em có một cái tiếng nói chung trong bài này với rồi. Kịch bản rất nhanh nhưng mà rất là hiệu quả. Dạ, nói chung cũng cảm ơn chú. Có chút mất điểm đó nha. Không, tới cái, không, tới cái lúc dám gọi ông là chú. Không, tới cái lúc nhờ giả là chú không mà. Còn lúc bình thường ánh khỏe không? Nhờ giả. Nói chung là nhờ chú mà con với lại con mới hiểu được Trinh nhiều hơn. Ông muốn gọi là chú, ông muốn gọi là anh mà. Không, muốn gọi anh giả. Chúng tôi mất đánh... điểm đó, trừ điểm bây giờ đó luôn. Nói chung nhờ anh, nhờ anh mà mới biết được Trinh nói về em như thế nào. Và cũng nhờ anh cũng biết được là anh nói như thế nào về Trinh. Đó, nói chung là thôi mình bắt tay nhau một cái có gì mai mốt. Ha, ông bà. Bắt tay mà em cũng cầm được 4 triệu của anh rồi nha. Mình chỉ là một chuyện, mình đưa ai đi là một chuyện, làm được hay không là do các bạn nữa. Thiếu làm mà không có duyên là chuyện khác nha. Nhưng tụi em làm có duyên. Và biết rất có cái, duyên luôn. Tự nhiên lắm. Và biết được cái thế mạnh của mình nằm ở đâu. Và hôm nay tụi em làm anh không thất vọng nha. Cảm ơn hai đứa. Em xin cảm ơn anh Vy ạ. Dạ, cảm ơn anh. Cuối cùng thì người đàn ông ấy đã chinh phục được trái tim của người phụ nữ. Thưa quý vị, ca khúc Bản Tình Ca Cho Em, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Khang thì đã từng nghe bài này và rất là yêu mến qua giọng hát của danh ca Hòa My. Thì hôm nay tôi xin mời cô sẽ nhận xét với cái tiết mục này. Cô cảm thấy như thế nào với cái câu chuyện mà họ đã đặt ra trong cái bối cảnh này ạ? Bài hát này thì rất là hay, đầy cảm xúc. Nhưng mà đó, Hòa My nói vấn đề mà em trang diễn đó, thì cái đoạn đầu đó, người bước vô thì không, em không nhìn mặt cái người bước vô, thành ra nhìn nó bị hơi rời rạc cái chỗ đó chút xíu. Đối với Hòa My thấy vậy. Nhưng mà sau đó thì mình mới nghĩ rằng tại là em buồn, em giận, có đúng không? Thành ra em không muốn nhìn mặt ai hết. Đó là một. Hai nữa, tới cái phần hát Vũ vô đầu tiên thì cái chữ đầu của Vũ nó bị, nó không chính xác, có những cái nốt nó cũng không được đúng lắm. Nhưng mà vì cái bài này nó quá quen thuộc, cho nên rằng mình nghe, mình thấy mình không được hài lòng là vì nó sai một chút xíu là mình không có chịu được. Chứ hai bạn hát thì cái tình cảm hai bạn có để vô trong cái bài hát đó. Cái đó là ý kiến của Hòa My. Vâng, xin được cảm ơn danh ca Hòa My. Xin được mời chị Cẩm Ly. Ở đây thì về cái phần diễn á, thì hơi khó chịu với Vũ tí xíu. Em vẫn phải nhớ là mình ở vị trí một tài xế. Cái thái độ cư xử của mình, cái đó là chị cũng thông cảm, là tại vì em không phải diễn. Nhưng mà khi mình diễn thì mình cố gắng để cho nó tròn trịa từng cái nhân vật, tính cách của nhân vật thì nó sẽ đẹp hơn ha. Còn về trang thì chị không có nhận xét, tại vì cái này là bài này đối với em là em xử lý nhạc bài nào cũng vậy, từ dân ca có gì em làm đều tốt hết. Cảm ơn Trang với Vũ. Cảm ơn chị. Dễ sợ thì ông Trần Vũ, ông đóng vai tài xế mà ông cua cái cô ca sĩ này. Ông thương thầm. Đấy thì đấy, mỗi ngày mua bó hoa. Rồi mà kết quả cuối cùng là ảnh được đấy. Thưa quý vị, một lần nữa hãy chúc mừng Trần Vũ và Thu Trà. Hay quá, hay quá, hay quá. Rồi, bây giờ tôi nghĩ là khỏi thi nữa. Ký hợp đồng luôn, ký hợp đồng độc quyền. Đưa vô phòng trà nội tâm của gia đình tôi nha. Cảm nhận của Nguyên Khang này, đây là Minh Tuyết với Cẩm Ly nè. Đây, Minh Tuyết thầm gọi tên anh là Cẩm Ly là buồn con sáu sầu nè. Không biết đúng không, cái này cho em mạng phép hỏi đúng không anh Vy? Đúng không anh? Hỏi chị Vân. Hay cười quá. Em thấy cái giọng cười khả ố của chị hả? Dạ, vậy là đúng rồi, cái gì? Đúng rồi. Nó nghe nè, nhưng mà mặt á thì là không giống Minh Tuyết Cẩm Ly ha. Mặt công nghĩa là giống Thúy Nga. Kỳ vậy. Còn mặt của Thiện Nhân là giống Lê Lộc. Trời ơi. Mọi người có danh hài không chị? Dạ.
phiên bản Thúy Nga Lê Lộc. Trời ơi, đưa ra danh hài để làm chi, để người ta so sánh cái phần đầu. Trời ơi, diễn chân thật hơn hai danh hài đó luôn. Dễ thương á, dễ thương ghê. Dạ, đó, bây giờ tách ra từng người một nè. Con nghĩ thì lúc nào cũng giữ cái phong độ á chị. Nhưng mà với Thiện Nhân á chị thấy là khi mà ở cái số 1 tới cái số này á, là lột hết 70% rồi đó. Vậy chị hả? Tức là bữa nay ha, hát á, là không có bị gượng, không có bị gì, thần thái, cười xinh, thiệt là xinh vậy đó. Mà anh này như ốm đi nè, mặc áo dài đẹp, đúng không con? Thấy cô để ý ghê không? Rồi mắt rồi cũng liếc qua liếc lại được rồi đó. Hai đứa mình là giống như tấu hài ở trên sân khấu đó. Khó lắm. Nhưng mà rất là có duyên, rất là chân thật. Mà mỗi đứa duyên một kiểu. Mà hôm nay á, Nhân lại còn nói tiếng Phú Yên nữa. Quê thiệt chứ. Quê mà, quê Phú Yên à? Quê con ở Phú Yên hả? À? Dạ không, quê con ở Bình Định. Bình Định. Nó nói Bình Định mà. Cái tiếng Bình Định khác tiếng Phú Yên á. Mà dễ thương, dễ sợ luôn á. Trời ơi, cô thích. Ha, cô chúc mừng hai đứa nha. Chúc mừng hai đứa nha. Nghe nhức nhối con tim luôn cô Vân. Bây giờ xin phép mời danh ca Họa Mi sẽ nhận xét. Dạ. Hai em hát rất là tốt. Nghĩa đó, cô Họa Mi thấy là em hát được nhạc trẻ rất là tốt ha. Mà em hát qua cái dân ca cũng rất là tốt. Còn Thiện Nhân á, thì em hát dân ca tốt. Mà qua bên nhạc trẻ thì em không có bằng Nghĩa đâu đó. Thua chút xíu. Hai cái này đó, mà anh Minh Vi anh viết từ nhạc trẻ mà qua nối qua cái này rất là dễ thương. Hai bạn làm rất là tốt. Thành ra mình thấy là một cái sự rất là đẹp trong cái bài hát này. Đó là ý kiến của Họa Mi. Cảm ơn anh Minh Vi nha. Cảm ơn danh ca Họa Mi. Xin được chúc mừng cặp đôi Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân ngày hôm nay. Chúc mừng hai bạn. Mình đành bỏ nhau cánh vắng bơ vơ sầu đau. Mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói. Anh khóc vì ai?
ngày vui đã tan, nhân tình thế thôi còn lại đông cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh rằng tình đôi ta sao giống đời đó phù dung sớm nở tối tàn. Gió thương duyên mình chưa thắm đành vội tan. Trong bơ vơ trong nỗi đau vùi, em chưa biết rằng đời em nghèo giờ trái rời tình rồi nên bé giữa đời ôm trái sầu buồn đơn thôi. Em mang tội gì mê nên đường yêu lạc nẻo về, em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay. Nay anh bỏ ra đi đến đêm sâu ngơ ngẩn buồn, buồn lên mấy nẻo đường tình buồn đau buồn. Nay anh bỏ ra đi đêm đêm hiu hắt sâu ngơ ngẩn buồn, buồn lên mấy nẻo đường. Anh về nhà ăn cơm nha. Buồn nào người yêu em đã về nhà ăn cơm rồi. Còn em em ăn cái gì? Hát hay vậy? Thưa quý vị, với phần trợ diễn của cái cô ra nói đúng một thoại duy nhất, đó là diễn viên Như Thùy đã kéo được người đàn ông về ăn cơm. Nhưng em yên tâm đi, còn nhiều người đàn ông khác sẽ nấu cơm cho em mà. Trời ơi, thả thính lung tung. Bây giờ xin mời ý kiến của ban giám khảo. Sao á mà cứ nghe mấy bài này xong rồi thấy các bạn biểu diễn muốn khóc hoài à, sao kỳ vậy ta? Bài này nó có nhan đề là tội tình á, cho nên em nghĩ chắc hồi xưa chị cũng gây ra tội cũng nhiều người đàn ông lắm. Nghệ chiến em chặt lại chị á hả Nam? Dạ không, em nghĩ là chắc sẽ có nhiều người đàn ông khổ vì những người phụ nữ vừa giỏi giang và là có nhan sắc như chị nữa. Nó giỡn chứ thực sự ngày hôm nay á, những tiết mục nó rất là chất lượng. Trang với lại Vũ á, là các bạn sở trường với dòng nhạc sang, nhưng mà đến ngày hôm nay á, khi mà bạn qua Bolero, nhất là Trang á, ngọt ngào mà mềm mại mà nó tội nghiệp, nó khổ đau đúng như cái người con gái mà bị phụ tình. Trong tình yêu á, thì nó trăm đường khổ và nó trăm lý lẽ, chưa chắc cái điều đó đã là lỗi ở bên nào. Người ta đồng cảm và chia sẻ cho cái mối tình của các bạn, thì đó là cái thành công của các bạn. Dạ, em cảm ơn chị. Nói về Trang thì em không phải thêm dòng nhạc này, em sẽ làm được chắc chắn. Và những cái nức nở là trong cái giọng hát của em trời ban sẵn rồi. Nhưng đối với Vũ hôm nay cũng là một sự tiến bộ như Minh Dũng. Để mà nắng vào cái dòng nhạc này, sự cố gắng của em thấy rất là rõ. Ở những cái nốt luyến nó không tới và nó bị gằn, mà có đôi lúc em bị bật, em không thể giữ cho nó mướt dòng chảy trong cái câu hát của em. Nhưng mà cái đó cũng là một bước tiến, một bước thay đổi của em ở dòng nhạc này. Chị có ghi nhận. Ok, chúc mừng Trang với Vũ. Cảm ơn chị Tư. Cái phần đầu tiên vô của Vũ chút xíu là tông để tìm về cái tông. Anh bỏ miễn qua Trang. Cái bài tội tình, ban nhạc cho xin cái đề thứ. Rồi hát tự do thôi. Em hát miễn em. Cái gì vậy? Sướng ghê. Rồi em hát đi, hát một ca thôi thiệt. Trời đất ơi, có cách sách sống. Cách sách sống ở đây luôn. Rê Thăng. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi, để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm?
lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không. Rồi, một đoạn vậy thôi. Chị hát tiếng Nam, có một mình chị hát tiếng Nam thôi. Không phải bài nào cũng có thể hát tiếng Nam không, mà cũng hát tiếng Bắc được. Nhưng cái bài này được quyền hát hai kiểu. Về phần kịch bản, ngoài mong đợi của anh nha. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Một lần nữa xin chào, một tràng tay cho hay mà còn nhảy đẹp nữa. Anh đi đâu đó anh xù, anh thấy cái phần biểu diễn vậy anh có phục không? Phụt chứ. Trời ơi, rất là phụt nha. Trời đó, cơ bên đây nữa. Maquillage đẹp quá, vậy đẹp luôn. Lộng lẫy luôn, vậy như thùy phải không em? Dạ. Anh không nghĩ là em luôn đó. Em có một cuộc lột xác hoàn toàn so với mùa 1. Còn anh Nguyên này là lần đầu tiên, thưa quý vị, tôi mới thấy anh nhảy lần đầu trên sân khấu. Và rất dễ thương, hôm nay vuốt cái tóc lên nó cao lắm. Dễ thương, cưng dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của đạo diễn Nội Tâm. Mời anh. Tiết mục này anh bị phân tâm bởi cái phần giới thiệu rất là hài hước của hai MC. Cho nên là nếu như mình có đạt giải ấn tượng hay gì đó thì cũng nhớ chia với hai MC Nguyên Khang và Minh Sù nha. Một cuộc sống mà, chúng ta ai cũng cần sống em hả? Vâng, ừ, vâng, anh hiểu điều đó. Một bầu không khí rất giả tạo bao quanh đây. Anh rất là thích cái phần đầu như Thùy hát rất là sang trọng. Và anh thích cái phần tự sự, cái phần hát của hai bạn ở đoạn đầu rất rất là nhiều luôn. Đặc biệt là Tạ Đình Nguyên, cái giọng của em gợi nhớ đến một chút gì đó Quang Lê. Tất có tiếng Ngọc Sơn nữa. Những anh chị cũng như là những bậc bề trên hát trong nhạc chương trình Rio thì bề trên là chết dở rồi ý. Em ơi, họ vẫn còn đang tồn tại. Đàn anh đàn chị, đàn anh đàn chị đi trước thì em đều yêu thích tiếng hát. Cái phần đầu đã dễ thương và rất là dịu dặt rồi, thì cái phần sau thì cô Như Thùy, đặc biệt là hai cái màu sắc đều hợp với em cả. Chỉ có riêng Tạ Đình Nguyên thì đúng là lần đầu tiên có những cái bước nhún nhảy. Anh thấy là nhảy rất là dễ cưng. Nó có những cái bối rối, có cái ngượng ngùng. Anh mong là em sẽ tập quen dần với những cái thể điệu vui nhộn hơn. Nó sẽ làm cho giọng ca của em cộng với cái phần nhìn, những phần biểu diễn nó sẽ sống động hơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Em thì lại chú ý là cái đội này mặc đồ rất là ăn tông với lại đồ của chị Vân. Đó, màu đỏ, đen đó chị. Đỏ luôn. Cứ cảm giác như chị mới chính là bà chủ của phòng trà. Nếu mà chị là bà chủ thì chị đổi tên phòng trà Nội Tạng. Giờ nói về Nguyên trước nè. Sao mà cái giọng của Nguyên ngọt quá vậy? Khi bạn cất giọng lên là bạn đó. Nghe em á, cứ thấy em có một cái gì đó của Ngọc Sơn hồi trẻ. Đừng bao giờ bạn bị bỏ mất cái chất đó. Còn với Thùy, bạn là người đa dạng. Thì đây là một cặp đôi mà rõ ràng nó có sự tương phản khủng khiếp luôn. Nhưng mà cho đến thời điểm này rồi, khi mà hai bạn đã bắt đầu thực sự hiểu nhau rồi á, thì tôi nghĩ nó là một ẩn số của chương trình mình. Mình không có lường trước được là các bạn này sẽ làm cái gì. Anh Đình Nguyên, Nguyên của tôi, anh hòa nhập vào vũ trường á, mà nhảy rất là non nớt ha. Dạ, em ha, nhưng mà dễ cưng. Cưng thiệt là cưng. Qua nhảy lại trời, dễ cưng như sợ. Em là quê đâu? Dạ em là người hai quê. Em có cả gốc của Từ Sơn và của Hà Nội. À, Từ Sơn hả? Dạ. Đồng Hương hả chị? Đồng Hương. Chị Từ Sơn. Hèn chi người Từ Sơn hát hay lắm. Một miệng dễ thương. Hai cái bài này nó làm cho thành hai thái cực khác nhau. Thì hát càng ngày càng tình và càng ngọt. Và phong độ hai đứa về hát rất là ổn định. Giữ ở cái phong độ này và có thể là mình leo từ từ lên thì càng tốt. Ha, chúc mừng. Cảm ơn chị Ly. Minh Luân và Phương Trinh Châu Ly. Dạ xin mời ý kiến của ban giám khảo. Chắc là mời giám khảo Cẩm Ly trước đi ạ. Mời chị. Tuần này là chị thực sự là cảm thấy hài lòng. Thứ nhất là hai đứa đẹp đôi quá, chị cũng nổi luôn. Tụi em diễn trong cái bài này cũng rất là tốt. Luân hát bài này rất là ngọt, mượt lắm. Và nó có cái tình ở trong câu hát của em. Những cái nhấn, những cái điểm thả rất là tốt. Trinh á, trong bài này có lẽ là nhiều khi nó sẽ không bén trong cái giọng của em hát. Nhưng mà cái độ mượt mà ngọt ngào của độ tình em vẫn thả vào đấy. Em rất là làm tròn, trọn vẹn. Và hôm nay tụi em thật sự là có cái sự tiến bộ so với hai tuần trước. Chị hy vọng rằng với cái đà này mình tự tin lên. Mình đã mang tiếng chơi nhưng mà phải chơi một cách nghiêm túc. Thì tụi em cố gắng thì chị nghĩ là sẽ không có phụ lòng mình đâu ha. Ok, cố gắng nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm.
Xin được cảm ơn chị Cẩm Ly. Còn chị Hồng Vân thì sao ạ? Xin mời chị. Đúng là cái cảm nhận của tôi á, là nhạc bolero không phải là sở trường của Trinh. Tuy nhiên á, khi mà Trinh hát á, có những cái đoạn, có những cái nốt mà Trinh lên rất là ngọt. Nếu mà Trinh luyện được cái luyến nó ngọt á, nó đừng có bị hút đi cái hơi á, thì sẽ rất là hay. Tại giọng của Trinh ấm, nó ấm nhưng mà nó lại ngọt, mà nó lại có cái độ vang nữa. Số sau các bạn gọi là hợp tác lại với nhau một cách chặt chẽ hơn nữa, thì tôi nghĩ là các bạn sẽ tạo nên những cái điều rất là bất ngờ. Và mọi người cũng phải chú ý một chút là vì Luân là diễn viên Minh Luân chứ không phải ca sĩ, thành ra là khi mà ban giám khảo chấm cũng phải lưu ý một chút đến cái điều này. Nếu như bạn là ca sĩ, bạn hát, có thể mình phải đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng mà vì bạn là diễn viên, cho nên riêng với Luân là tôi chấm vào cái chi tiết diễn xuất của bạn. Tại vì nếu mà bạn diễn không bằng những bạn kia thì là không chấp nhận. Đó là cái tiêu chí để tôi chấm cho cái cặp này. Dạ, cảm ơn cô. Cái khuyết điểm rất là lớn đó nên là con sẽ cố gắng để cho nó mượt hơn ạ. Còn anh Minh Vy thì sao ạ? Xin mời anh. Trên em hát bolero bao lâu rồi? Em mới tập bolero là từ lúc em với anh Minh Luân bắt đầu đồng ý tham gia cuộc thi này. Cái bài hồi nãy á, em chỉ bị trao, dùng từ là trao chút xíu ở phần đầu, nhưng từ văn tấu trở đi em hát rất tình cảm. Sẵn chị em hỏi luôn nha, bây giờ giới thiệu là diễn viên hay giới thiệu là ca sĩ? Dạ, diễn viên ca sĩ. Tại em cũng ham hố đó. Đó, chị ham hố. Rồi giả bộ nói MC giới thiệu diễn viên trước nha, rồi sau đó mình đính kèm tí ca sĩ. Rồi, anh nói vậy thôi để chúc mừng hai bạn. Và anh khẳng định là Trinh có tiến bộ trong bolero. Và được, nếu em đi theo con đường này, anh nghĩ vẫn được để có động lực để em tiếp tục. Dạ, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ. Em xin cảm ơn ban giám khảo. Rồi. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này.
mình anh hiểu. Em thường bảo rằng tình cánh dù trong gai, em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay. Nhưng vì em bối rối nên tâm sự. Công Nghĩa và Thiện Nhân. Cảm ơn các bạn. Không biết là cảm xúc ngay bây giờ của chị Tư Cẩm Ly như thế nào ạ? Xin mời chị. Nhân, sao hát bài Đừng Xem đêm nay giống như một cái cô gái mà gọi là nhiều tâm sự quá vậy con? Hát cái bài đó rất là sâu luôn. Hôm nay con hát bài này là tốt lắm luôn á. Nhưng mà cái bài này thật sự là lần đầu tiên cô nghe thì cô cảm giác là rất là khó vào. Nó không có cái đoạn chuyển nhiều để bắt qua những cái bài kia liên tục như thế. Mình phải rất là tập trung và mình phải thuộc bài thì mới vào được. Cái đó là hai đứa rất là tốt. Nói về xuất sắc thì nó không được, nhưng mà trọn vẹn bài hát thì ok. Xin được cảm ơn chị Tư Cẩm Ly rất nhiều. Còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Anh thì chăm chú nhìn cô Nghĩa nhiều hơn, vì cô Nghĩa trong lúc đợi Thiện Nhân hát thì Nghĩa hay có những cái diễn xuất níu cái ánh nhìn của người khác. Anh vẫn mong là Thiện Nhân sẽ học thêm người chị của mình để mình có thể xử lý với những cái đạo cụ cảnh trí trên sân khấu. Những cái tiểu tiết đó rất nhỏ thôi, nhưng nó sẽ làm cho mình nữ tính hơn, nội tâm hơn, tâm trạng hơn với cái bài hát. Nhân ơi, cô nói Nhân nghe nè, con rất có duyên, con rất đẹp. Nếu như con chịu khó con cười thì con sẽ rất tươi và rất đẹp luôn. Mốt phải lựa cái bài nào tươi tươi mới cười được. Cái bài này không cười được. Không, nếu không cười thì mình sẽ biểu cảm một cái kiểu khác. Đừng xa em đêm nay, ví dụ vậy, không có cười. Nhưng mà đôi mắt nó xa xăm, đôi mắt nó muốn níu kéo, kéo cái người yêu của mình lại. Con hiểu không? Ví dụ là như vậy. Mình là nghệ sĩ, mình là ca sĩ, mình phải có cái độ nhạy cảm, cái thẩm thấu tất cả mọi thứ, và phải biết hóa thân. Tại vì cái hóa thân ở đây, con không có đóng kịch, con không đóng phim, nhưng mà con là một ca sĩ biểu cảm một cái ca khúc, thì con phải hóa thân vào cái ca khúc đó. Con phải cảm cái ca khúc đó thì con mới lôi được khán giả của con. Tại vì hiện giờ nha, cái màu của con nó vẫn là chưa có nhiều màu, vẫn khuôn mặt buồn bã đó. Giọng hát thì cô không bàn tới rồi nha, cô đương nói về cái biểu cảm thôi. Và cô rất muốn ở một cái tập nào đó con sẽ phải gợi cảm giống như Nghĩa. Con hát rồi mắt con phải liếc qua liếc lại một chút, rồi tay chân con cảm thấy rất là tự nhiên, thoải mái, không bị e dè nữa. Thì như vậy tụi con mới thành một cặp đôi vàng được. Nghĩa thì không bàn tới rồi, Nghĩa là rất là hay rồi. Bây giờ đang nói cái bạc nơ của Nghĩa để cho hai bạn đồng điệu với nhau nha. Con cười đi. Nó cười đẹp, thiệt là đẹp luôn vậy đó, mà không chịu cười. Hợp đúng lý không nè? Hợp lý không? Hợp lý. Ok, thế thì chú Minh Xu nghĩ rằng con chỉ cần học cái lớp giải phóng hình thể của cô Hồng Vân là con có thể học được tất cả mọi thứ này. Trời ơi, hứa với con luôn, con chỉ cần khoảng chừng một khóa ngắn trong dịp hè thôi, con sẽ khác ngay lập tức. Còn nếu như mà cô Vân mà có bận á thì có nhiều show không, thì có lớp của chú Minh Xu, chú giải phóng hình thể làm rất là dịu dàng. Một lần nữa, một tràng pháo tay cho hai cô gái rất là xinh đẹp của tôi. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình.
còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào. Rơi trên dòng suối biển khơi. Sao từng câu nói yêu thương ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu đã ngủ yên trong cõi thâm sâu. Ngày anh đi tôi nhuộm nước mắt thế lương sâu bi. Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu cùng người đàn tay đêm sao đêm hẹn trăm năm ta cùng kết tóc xe duyên mộng vàng. Những đêm nay gọi tên anh tìm nghe giá buồn mới hay mình vẫn yêu người. Ngày xa nhau càng xa mãi mãi. Em buồn nhìn nơi phương xa, sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ anh hay một mình, thường làm thơ nên thích suy tư. Thường đồng trang sao dệt muốn lối em đi chiều nào. Tôi vẫn biết xa nhau là chuyện tình yêu vô cánh bay cao, để xin tôi âm thầm chuộc lấy đau thương mỏi mòn. Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi, kỷ niệm ơi anh đã quên tôi. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Ngàn năm sau được. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Vừa rồi chúng ta cùng đến với một bài hát rất sôi động, Tôi Vẫn Nhớ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Ở đây có hai người ở đây chuẩn bị rất kỹ cho cái vòng này. Thứ nhất là Hồ Việt Trung, thứ hai là ông bạn tôi, ông Đàm Vĩnh Hưng. Cho mượn ra ngoài chút xíu, đứng với bạn Trung xíu. Tôi là chỉ có làm theo lời Du thôi đó nha. Okay. Ông cái này thị phạm ơi. Cái đoạn đầu là ban nhạc đánh techno á, nên Du nhảy theo kiểu của Du, Trung nhảy kiểu của Trung thì là thị phạm đó. Đừng nhảy đi Trung. Dưới này đúng không? Đó đơn giản vậy thôi. Đã nhảy ra nhảy luôn, đi lại giống nhảy coi. Đi lại ra anh Hưng coi, đi lại coi. Trời ơi, quá dữ. Trời ơi. Đúng rồi.
Đó, vậy vậy đó. Chứ gì đó, thấy không? Nếu mình làm cái này giỏi rồi, cái mình làm thêm nữa. Trước khi câu vô câu hát đó mình làm đó. Bạn Hưng làm rồi thì tới với Hồ Việt Trung cũng làm nhiều bạn làm hát nữa. Rồi, đang sao đi? Vô nhà vô. Dạ, ơi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, rồi. Sao mà cái bài này á, có cảm giác như nó hơi thấp vậy? Tại vì giọng của Chi, giọng của con hát mấy cái nhạc này, cô Thanh biết chắc là nó sẽ rất là mùi. Mà nãy khi cân cất lên thấy nó thấp thấp quá à, thì nó kéo theo ảnh hưởng Lâm ở cái bài thứ hai á. Không, vì hai bạn này chọn bài á, khi chọn bài nó thấy là rất là khó chia song ca, như song ca nam nữ. Vừa nói bay có ai hát song ca nam nữ bao giờ đâu, rất là khó. Thì chọn cái tông này đã hơi thấp cho Lâm. Nhưng mà cái vòng này anh thật ra anh nói á, cái vòng này là cái vòng không có loại, và ban tổ chức muốn đưa ra một cái vòng là khiêu vũ với lại đổi tiết tấu cho các bạn, nên sẽ có những bạn không thể nào đúng sở trường được. Còn nói về cái thứ hai nữa là Lâm rất là hiền, mà chị đã nói ở những vòng đầu là nếu mà em đi theo nghề này bắt buộc em phải thay đổi, em không thể thụ động một chỗ được, và nhiều khi không phải cần mình phải nhảy theo điệu đâu. Cái anh Hưng nhảy có nghĩa là sao? Cái tiết tấu trong con người của mình khi cái bài nhạc tự nhiên, cái đó là không có tập cái tiết tấu nó ra. Và khi mà em giải phóng cái hình thể, em có những cái nhún nhảy như vậy, tự nhiên cái tinh thần á, cái bài trong cái bài hát của mình nó sẽ thoát ra cái giọng của em, cái giọng em nó cũng tươi như cái bài hát và cái tiết tấu như thế. Thì chị khuyên em một lần nữa là em nên thay đổi mình tí xíu. Tròn kiếp bơ vơ, một lần vào thu là lần băng giá khơi sò tâm tư. Người đừng giao bán nữa, truyền bàn đã năm xưa nay mình tôi tròn kiếp bơ vơ. Nghe những lời nhận xét thì cho My xin được gặp phép xin trân trọng kính chào và ba vị giám khảo. Và con rất là vui, con thân mến, con thương cậu, con chào cậu ạ. À, con gặp lại cậu rồi. Ôm miếng luôn hả? Ôm luôn. Ôm miếng. Trời ơi, hung nữa. Cho con ôm ké cậu miếng. Cậu khỏi ôm tôi, cái giọng hát của cậu đã ôm tôi rồi. Trời ơi. Phải không quý vị? Hay quá, hát êm ái, chất phát, chân chất, tôi thích vậy đó. Rồi, giọng hát của chú em đã ôm tôi rồi, ôm trái tim của tôi. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn. Có ôm anh không? Ôm em không? Trời ơi, thương dễ sợ không? Thôi đừng có ôm trong. Thương lắm. Tôi không ngờ mà cái người Dũng Nhí này hát êm ái quá, đúng với cái chất của Bolero. Bạn hát tôi đã nhắc nhở nhiều lần với lại các anh chị em chia sẻ rất nhiều, hát làm sao cảm xúc, cái đó là cái chánh, cái linh hồn của bài hát là cái chánh, mà Dũng Nhí làm được cái điều này. Dạ, cảm ơn. Bởi vậy cho nên khỏi cần ôm, qua cái lời ca tiếng hát đã ôm tôi được rồi. Dũng Nhí là tốt lắm, hát rất tốt. Và hôm nay thì tôi cũng nhân dịp cái chương trình tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng, cũng cảm ơn
công ty Sen Vàng, cũng như ban biên tập đã tạo cơ hội cho cậu cháu chúng tôi gặp nhau, tôi với Hà My. Và hôm nay cái duyên này, có cái duyên mà cậu cháu mình gặp lại thì cậu rất là mừng, vui mừng là thấy con phong độ trở lại nha. Cứ giữ vững cái phong độ này trở đi. Con đã từng có mà, phải không? Con hát tuyệt vời, giọng cổ cũng hay, ca nhạc cũng hay, cái nào ra cái đó, vóc dáng cũng ngon lành luôn, thấy không? Thì ráng giữ nha con nha. Cậu thấy con thành công, cậu rất là vui, ít nhiều cũng hãnh diện chứ, trong gia phả mình có một đứa cháu thành công như thế, thấy không? Thì ráng giữ, giữ cái phong độ này trở lên nha. Bao nhiêu người, anh Hưng cũng yêu mến con nè, cũng tạo cơ hội cho con, rồi anh Minh Vi cũng vậy, và những người đồng nghiệp khác đều trân trọng cái tài của các con các cháu hết. Ráng mà giữ phong độ này trở lên nha con nha. Rồi chúc mừng cái tiếp vụ của hai đứa. Dạ, cảm ơn cậu. Đối với Hưng thì đây là một bản mashup phân bố bài vở rất là chặt chẽ và hợp lý, và nó gây thú vị cho người xem. Hai bạn phải cảm ơn cái người đã mashup đã chọn cái bài hát này cho hai bạn. Và cả ban nhạc nó cũng đổi từ cái bài Yêu Người Thế Đó từ Rumba qua Tango. Giọng hát rất là tốt ha, đẹp đều, khen từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ cảm thấy là thất vọng về giọng hát của hai bạn cả. Chỉ thiếu một cái phần nhảy của hai người thôi. Anh Châu, cho em nói chút xíu là anh Dũng anh hát cái chất mộc mạc tự sự bolero, nhưng mà theo em cái đó vẫn là bolero theo kiểu Nam Bộ cải lương, chứ chưa hẳn là bolero theo kiểu tân nhạc. Thì cái đó nó vẫn pha một tí gì đó có cái giọng của cải lương vào. Thế em đang muốn nhẹ lại từ từ để cho nó bớt đi cái chất chân ca trong đó, và trong cái cách hát của hai người vẫn có chút xíu gì đó cái dân ca Nam Bộ. Nên chọn, khi mà chọn bài mashup này á, thứ nhất là nó gần với hai bạn, và thứ hai là rất là nhức đầu. Chỉ cần một người trễ một nửa nhịp, một nhịp thì bảo đảm ban nhạc không theo được luôn, vì ta không có biết được đường nào quay trở lại. Mà rất là may nha, là may sao vẫn đúng. May sao đúng là mừng rồi. Ở đây là nếu như yêu cầu anh Dũng cái câu cải lương nào khác thì anh còn câu nào khác ngoài câu truyền thống không? Chết anh chưa? Nhiều không? Nhiều lắm chứ. Nhiều một kho bảo đảm luôn. Làm liền anh. Em ơi tháng bảy mơ ngâu có cầu ô thước trên dải ngân hà, chức nữ hội ngô ngữ lang sau một năm dài xa. Mong khóc hận vì ai gây cảnh đắng cay, để giờ này anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu khi đường tương lai mịt mù tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Trời ơi, giọng nào mà cũng hát kiểu này chắc xỉu. Thiệt. Tôi nghe mà hát cái giọng cổ cái kiểu này chắc phải có cái ambulance lăn đậu kế bên quá. Hồi hộp chết luôn à. Rồi, xin chúc mừng tiết mục của hai người. Việt Nam mắt người sáng quá, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình, lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tim con vẫn còn ngày say. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài, về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng
mẹ Việt Nam mắt người sáng quá, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình, lệ nhạt nhòa đôi mắt long lay, nghe tim con vẫn còn ngày say. Một cành hoa em cài mang tóc, anh đưa em qua quãng đường dài, về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình mình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi chưa xây hoa. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề, tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê, tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê, tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau chọn tình quê. Wow, dễ thương quá. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ với Minh Sang và Tuyết Mai. Trời ơi, ngồi ở dưới Hồ Bà Trung rất là phấn khích à, ngồi dưới mà nhảy theo luôn đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Cách rất là công tâm luôn nha. Theo tôi, tiết mục này đủ điểm nhất từ nãy giờ. Chạm vào tim tôi mạnh nhất là gì? Cái chuyển tông của bài hát mà ca sĩ nữ cũng rất là giỏi bản lĩnh, khi mà được giám đốc âm nhạc giao cho một cái key mà chuyển dần dần ba cái mới chuyển qua một cái tông khác để qua cái bài theo tông của mình. Nó rất là thuyết phục, rất là thuyết phục về chuyên môn. Có người sẽ nói là ô, đâu có thấy nhảy đầm gì đâu, khiêu vũ gì đâu. Theo tôi đó là nhảy đầm theo kiểu ở dưới quê. Vũ trường của tôi là quê, là ruộng, là lúa. Cái tiết yếu tố nữa là gì biết không? Là tôi bất ngờ. Nó nhỏ thôi, rất là nhỏ. Là cái cành hoa giấu ở trong cái nơm hả? Lấy ra và gắn lên, xúc động dễ sợ luôn. Rất là xúc động, hoàn toàn thuyết phục tôi tiết mục này. Chúc mừng hai em. Cái hát đó thì khỏi nói cái vụ chuyển tông. Em hát cái câu của em khi mà chuyển tông á, không có thấy một sự rụt rè nào hết. Thứ nói dùm cho luôn nha, cái phần đó bà không nói phải không, Liêm lắm không? À, cái phần mà tụi em chuyển tông á, là chị không nói nữa, tại chị biết chồng chị giỏi lắm. À, tự bịa. Ở bài này thì chị khen giọng của Mai nhiều hơn, tại vì nó sáng và cái độ nảy của em nó rõ hơn là của bạn nam. Ly ơi, dạ. Khi mà song ca đó, dạ. Là cái giọng nam đã hy sinh rồi em. Dạ. Hy sinh cho nữ nổi lên. Em hiểu, nhưng mà ý em nói là cái bài hát này nè, cái tiết tấu về cái độ nảy của bạn nữ nó rõ, nó sắc nét hơn và cái giọng nó sáng. Em hát anh nói đúng, hát song ca nam nữ là thường phải hy sinh. Phải hy sinh em nam mà. Là cái hy sinh hai cho. Ngày cũng mới em hy sinh nữa nè, thấy chưa? Dễ sợ, nói liên hệ liền à. Em trai là có anh binh, không lo cái này. Mình hát với nữ là mình hy sinh rồi. Một phần thân thể. Chưa chắc à, em có hát với người không bao giờ hy sinh, bắt ai? Hy sinh không á, em nói ra đây không được. Ai? Không ổn. Không được hả? Không ổn. Ok, chúc mừng tiết mục của hai đứa. Em cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị. Cái tiết mục này nó hài hòa. Đối với anh nha, tiết mục này hạng nhì. Nhưng mà không tìm được hạng nhất. Đó, biết ngay mà. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Nhưng mà một điều nữa Hồ Bình Trung biết là Tuyết Mai hát nhạc nước ngoài rất là hay. Bây giờ có thể hát vài câu để tặng khán giả được không? Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see when spring is bright on Jupiter and Mars. In other words, oh, in other words, I love you. Xin được cảm ơn Tuyết Mai rất nhiều.
dấu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ ruồi mãi lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dày bầu, mày còn không heo mới mưa dầm, mày lại heo dày. Còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ con xin mời cô Phương Dung ạ. Vào thập niên 60 có một người nhạc sĩ chuyên môn làm khó ca sĩ, là đem cái ngũ âm vào trong dòng nhạc của mình. Đó là nhạc sĩ Bắc Sơn. Ông viết rất là nhiều bài, trong đó Còn Thương Góc Bếp Cháy Hè, rồi bài Sa Mưa Dông là một trong những bài khó hát. Còn một bài duy nhất mà chưa ai hát, đó là bài Con Tư Bến Tre của Bắc Sơn. Mới biết luôn đó. Rất là khó hát. Con mới biết luôn á. Giọng của Ngân Quỳnh không hợp, tại vì giọng em là giọng thổ trầm, mà dòng nhạc của Bắc Sơn á, lên cao là lên rất là cao, mà xuống rất là thấp. Mà nếu em chuyển qua để hợp với cái giọng em thì em hát không ra Bắc Sơn. Nhưng mà về cái tân cổ mà em hát đoạn sau đó, hai em hát rất hay. Có bao nhiêu đó thôi. Cảm ơn em. Dạ, dạ xin được cảm ơn cô rất nhiều. Và hôm nay là cũng phải nói là rất cảm ơn cô đối với chương trình. Ngoài những lời nhận xét của cô, và cô đã cho tụi con biết thêm nhiều điều mà đến bây giờ tụi con chưa từng biết bao giờ. Dạ, xin được cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, em xin mời anh Hưng ạ. Không, chú nói đúng đó. Mình đã có cơ hội được gặp các nghệ sĩ lớn. À, họ như là một cuốn từ điển sống về kiến thức âm nhạc. Chị Quỳnh, chị là một cái người rất là thông minh, và chị tham gia chinh chiến rất là nhiều những cuộc chơi rồi. Chị đừng có giấu chiêu nữa, nhưng mỗi một cái tập đó chị cứ chơi hết đi. Cái phần cải lương đó phần là dễ gây xúc động nhất, và đúng cái khả năng của hai người luôn. Nhưng mà đúng là theo cái tai nghe của em, cái cải lương là chị Ngọc sẽ là nhuyễn như hơn. Nhưng mà hôm nay là chị Ngọc là bị bệnh rõ ràng, nên là em biết trong bản thân chị Ngọc cũng tự thấy là cái phần cải lương mình hát hôm nay nó không đã như mọi ngày. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Và hai cô cũng đừng có buồn, con hy vọng là vòng sau thì mình sẽ có sức khỏe tốt hơn để hai cô hát được hay hơn. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quan trọng của hai cô ngày hôm nay, đó chính là phần cho điểm từ ban giám khảo. Tổng thể hết luôn, tất cả mọi thứ, em xin gửi đến hai chị 9,25. 9,25. Con gái, con nhớ tí quá à. Trời ơi, mèn đất ơi, bao nhiêu năm trời rồi mới gặp lại con à. Xinh xắn quá ha. Con chào bác Năm. Lưu lẫn quá rồi. Hồng Thanh, chồng tương lai của con đó. Trời ơi Tía, con không phải là con gái dễ dãi đâu nha. Cái gì vậy con? Con nhớ hồi nhỏ Tía hứa hôn con cho anh Cu Tí mà. Ừ, Cu Tí nè. Cu Tí. Ôi anh Cu Tí hả? Cái gì sao con nghe Cu Tí con sợ quá vậy? Trời ơi anh Cu Tí. Anh vậy thì thành công quá. Con, cái gì mà... vậy? Bác Năm, bây giờ người ta lớn rồi, con phải cho nó lớn chứ không lẽ nó bắt nó Cu Tí hoài hả? Bác Năm của anh nữa. Má con đâu?
Mẹ ai ơi. Nói gì tôi đó. Anh Nam. Dạ. Con. Dạ. Chào dì Bảy. Dì Bảy. Ừ con. Ủa ai đây? Đây. Con dâu tương lai của chị nè. Cái gì? Con Thắm đây hả? Ừ. Mèn đẻ coi đi nước ngoài gì đẹp ghê bay. Đẹp y như bác ngày xưa vậy đó hả? Tôi mà không đẹp hả? Ngày xưa ông làm sao mà ông mê tôi như điếu đổ được. Nè nè, bớt quan tưởng lại đi. Bà trước sau như một à. Nhìn bà quái lắm. Cái gì như một? Ờ. Thôi đi vô coi ngày tháng sau cho tụi nó cưới. Khỏi coi, cưới liền đi. Tía, cưới liền được luôn. Tía ơi, tía. Tía xách vô vô mình con đi tía. Con đứng đây nói chuyện với trai tiếp hả? Dạ. Con tâm sự. Có hiếu dữ bay. Thôi kệ. Nhưng mà Thắm ơi nhớ. Trời mưa. À, mẹ sai anh đi qua nhà em hái rau mà em còn nhớ rau gì không? Em không nhớ nữa. Nôn nao quá bà. Nôn nao không? À, nôn... Thích không? Cuối cùng mình cũng là người một nhà bà ha. Bữa nay bà sẽ bị bất ngờ với con gái của tôi nha. Bất ngờ rồi chứ. Đâu đâu rồi con dâu tôi đâu nè. Con dâu ơi ra nó, đi con. Nó đẹp lộng lẫy luôn nè. À. Em xin theo ba. Ê. Ừ. Tía. Dễ thương quá đây. Vừa rồi thì Hồng Bùi Trung thấy là các bạn đã gửi đến một tiết mục cực kỳ dễ thương, làm cho mình nhớ lại cái năm ngoái mình thi dễ sợ. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Dạ, con xin mời cô Phương Dung ạ. Trong cái liên khúc dàn dựng này đó rất là hay. Thứ nhất là vui, nhạc chơi rất đạt. Đâu ra đó không có lộn xộn. Hồng Mơ cô đã gặp lại sau một thời gian thị nở đi chùa. Nói chung là ba bài hát này vui nhộn, hòa âm xuất sắc và các em diễn rất là tốt. Dạ, em xin mời anh Minh Vy ạ. An bài xuôi rất là duyên, rất là dễ thương. Tới ông xuôi. Dạ. Dở tóc giả tôi coi. Đẹp. Anh với chị Ly có thời gian cộng tác rất là nhiều với Nụ Cười Mới. Thì dạ. Là Tuyên là hôm nay gặp lại là Tuyên diễn xuất rất là duyên. Tuyên là một diễn viên trẻ, đẹp, trụ cột của sân khấu Nụ Cười Mới. Cái thù lao phải cao lắm Tuyên mới đóng vai già. Chúc mừng hai ông bà xuôi trước nha. Dạ. Riêng tiết mục Hùng Thanh, anh sẽ có một cái trừ điểm. Hùng Thanh và Hồng Mên sẽ có trừ điểm một cái. Vì ba bài hát này cộng với cái phần kịch của tụi em bị lố giờ. Chờ. Không, cái đó mình đúng luật. Đúng luật để cho các cặp khác người ta phải nói. Mình nhận dạ, cảm ơn rất xin nhiều được, à. Cảm ơn những lời nhận xét rất chân tình của ban giám khảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe số điểm của các bạn. Ghét quá. Tự nhiên hát có vài chỗ không thích lắm vậy. Thôi nó đụng đã lắm. Tôi nói luôn, số điểm rất là cao. 75.9. 9.75. À, xin được cảm ơn chị Ly rất nhiều. Dạ, mời anh Hưng ạ. Mỗi người có một cái quyền riêng của mình ha. Tiếng vỗ tay của tôi rất lớn. 10 điểm. Wow. Xin được cảm ơn hai vị giám khảo rất nhiều. Thank you.
gì mũi dấu làm tượng. Hãy vui lên đi chờ ngày tao ngủ, khi chốn biên thùy sạch bóng sông lần. Đẹp quá, nhìn không ra. Nó nhìn không ra luôn đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ, em xin mời anh Hưng ạ. Cái phần cuối cùng là cái phần để người ta ghi điểm nhiều nhất. Hai đứa quay vòng như te khiêu vũ vậy đó. Chứ không phải là hậu quản. Quay ít thôi rồi đưa đúng kiểu liền. Em đưa tay ra rồi nhưng chưa hết nhạc, em muốn vòng nữa xong em đưa. Lộn khiêu vũ. Những cái tay áo nó dài nữa, tội nghiệp. Có lẽ là giọng của Lâm Hoàng Hoa quá tốt và được nhiều người đánh giá cao, cho nên là cưng bị soi nhiều lắm. Sơn, nguyên cái bài này là điểm cộng dành cho Sơn nhiều. Và anh nghĩ là Sơn sẽ có một cái vị trí nhất định ở trong con đường sự nghiệp của mình. Chúc mừng tiết mục này, và thích nhất là cái phần của giọng hát của Ngọc Sơn. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ, xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ. Sơn, về giọng hát của em thì chị đã nói từ những cái tập đầu là chị rất là ngưỡng mộ và chị nghĩ tương lai em rất là sáng. Em hát cái luôn hồ quản nghe đã lắm luôn, cho nên là hôm nay đúng là chị khen em. Xin được cảm ơn những lời nhận xét rất chân thành từ ban giám khảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm. Chị Ly chơi trước đi, chị Ly. Thì chị xin gửi cho tiết mục này 9.5. 9.5. Dạ, xin được cảm ơn chị. Bây giờ thì đến anh Hưng. Số điểm của anh dành cho hai người bằng với chị Ly. Nhưng cộng thêm 0.25 cho Ngọc Sơn. Sơn, thấy chưa? Okay. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Em mời anh Hưng ạ. My ơi, cái tập trước cũng để cái tóc y như vậy rồi. Cái tập này mình nên chăm chút hình ảnh một chút xíu ha. Dạ. Một áo dài Huế bình thường. Dạ. Xong rồi mình đội một mái tóc giả ngang vai, có cái mái trước nè, cầm cái nón lá, nó sẽ ra một hàm y khác hẳn, là nó lạ hơn. Tại vì chị Hà My chị để kiểu tóc này 2 tuần rồi. Anh kêu chị đổi sao ổng để gần 6 tuần anh kêu đổi luôn em. 6 tuần nữa. Anh mà vai một người khác đi cũng được nữa, đàn ông khác. Còn cô gái Huế có nhiều điều kiện để làm hơn. Dạ, đúng rồi. Anh Dũng, anh có những cái luyến lấy nó rất là ấn tượng và sáng tạo và nó ghi dấu ấn ha. Mặc dù là hai người hát chồng lên câu của nhau, anh Dũng là người sai nhớ quên đó, nhưng mà anh Dũng vẫn hát nhỏ nhẹ luôn như là cái bè kẹp ở dưới nữa, thông minh, không phải là người ta bị như lỡ là hát luôn vậy, rất là giỏi. Dạ cảm ơn. Anh Dũng anh vô sớm một câu sớm nhưng mà lại ăn gian. Ảnh ăn gian, ảnh vô sớm nhưng mà ảnh ăn gian là ảnh ôi một hơi dài cho nó tới cái câu đó luôn. Ôi ta ra ta ra. Cái đó là tại vì mình là một người ta nói là kinh nghiệm nhiều cho nên là cái ứng biến khủng khiếp. Chứ như là mấy người kia ôi ta nó rồi rớt rồi. Dũng Nhí và Hà My hát rất là hay. Hát ngọt ngào và êm lắm, đẹp lắm. Những cái chỗ bỏ nhỏ của Dũng rất hay. Nó nhẹ nhàng và nó ngọt lắm.
hai người hát cùng một tông một bài hát và chia câu thì nó có những cái đoạn Dũng bị hơi thấp cho nên cái chữ nó hơi bị nhỏ hơn, nó không có rõ, nhưng mà cái giọng của My thì rất là tròn, rất là rõ và rất là thoải mái. Nhưng mà Dũng biết là mình hát ở những cái đoạn thấp đó vẫn hát rất mềm và rất êm, rất là ngọt. Cái điều đó là đáng khen. Cái cô gái Huế này thì hơi sang, hơi chảnh thiệt, nhưng mà cô này thì hát rất hay. Xin chúc mừng hai bạn. Dạ, cảm ơn. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ xa sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào? Kể từ khi vắng nhau, em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc ngủ say. Lúc đêm phương
trời mưa. Đôi khi trông nhìn em xéo dung nhan đó, bây giờ ra sao. Đôi khi trộn nhìn anh xem đôi tay gian phóng trần năm vị, và đó là Minh Sang và Tuyết Mai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Em xin được mời chị Nhật Hạ. Chú Hạ xin hỏi Tuyết Mai là diễn viên phải không ạ? Dạ, chưa bao giờ em diễn. Đây là lần đầu tiên ạ. Hạ ngạc nhiên là vì em diễn quá tốt, em diễn quá nhập vai, và phải nói rằng em có một cái giọng hát rất là đẹp, sang nữa. Em cảm ơn chị. Những cái nốt láy, nốt rung, nốt ngân của em rất khác lạ và rất là tối tân. Vẫn giữ được cái tinh thần của bài hát, vẫn giữ được những cái căn bản cổ điển. Cách hát của em rất là mới và cái tình cảm của em đặt vào cũng rất là mới. Giọng hát của Minh Sang đẹp đủ, tròn đủ, cảm xúc chưa nhiều lắm và cái diễn vẫn chưa nhập vai lắm. Nhưng em đã cố gắng rất nhiều và em cũng làm đẹp đủ bên cạnh Tuyết Mai. Xin chúc mừng hai em. Cảm ơn hai em. Em cảm ơn chị. Dạ em xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ. Chị có một góp ý nhỏ, tại vì lúc đầu chị không hiểu. Mới đầu chị phải hỏi anh Minh là cái này làm sao tự nhiên cô ấy trong đấy rồi lại đi ra rồi lại đi vào, đi ra đi vào. Lúc mà bốn quân sĩ đồ đó đi vào bắt đầu chị mới hiểu. À thì biết em là một phi tần. Đó, và hôm đó là coi như là ông vua ông bóc trúng số của em rồi đó, hiểu không? Đó, hiểu. Thì cái anh lính này ảnh thương cô này, nhưng mà vào đầu cái diễn của em là chị không chịu. Tại vì Sang, cái câu đầu em hát là cái gì? Đôi khi trộm nhìn em. Đấy, đó, chị chỉ nói đơn giản câu đó. Em là một quân sĩ, cô này là một phi tần. Yeah. Yêu nó không có lộ liễu gì đâu. Mà cái câu đầu tiên nó lại đánh vào cho em. Em đi một cách, rồi em nhìn một cách mình. Đã dù cái tực trộm nhìn nhau chứ ai biểu em tôi nó nhìn thẳng cô đâu. Mà em cầm, cô này đứng đứng, em cầm, em đi thẳng tới rồi em nhìn. Đôi khi trộm nhìn nhau. Chị thấy nó không có liên quan với cái diễn của em hiểu không? Em phải dè dặt rồi em trộm, em nhìn cổ từ xa xa, em yêu, em thích cổ. Hiểu không? Cái đó là những cái tiểu tiết nhưng mà tự nhiên nó đập vào cái đầu, nó phá cái cảm xúc của chị đầu tiên rồi. Trong bài này thì cũng thấy thực cái chất giọng của em dễ sợ, thì em hát quá cao nhưng mà em làm vẫn tốt. Chúc mừng tới một hai đứa. Cảm ơn. Chúc mừng em Thảo là hai bạn là khi hồi nãy Hồ Bùi Trung ngồi dưới xem á. Mai đi được trong ra. Tưởng là mới nhậu xỉn. Thật ra cái chỗ đó Mai ra hơi sớm một tí. Nếu em ra trễ một xíu, em ngưng khoảng 2-3 giây nữa để người ta hiểu cái đường đó vào, là ngưng 2-3 giây ra thì nó sẽ hay hơn. Tại vì vừa mới vào em vừa đi ra liền thì khán giả hơi ngộp. Mặc dù lúc sau đó người ta sẽ... Sáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đây có phải số của anh Lâm không ạ? Phải, hiện tại bây giờ anh Lâm đang bận. Có việc gì cô cứ nói với tôi là bạn gái của anh ấy. Tôi làm sao? Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài.
xin được cảm ơn phần thể hiện của hai bạn rất nhiều. Hai bạn đã đem lại cho tất cả chúng tôi những cảm xúc phải nói là rất là lắng động. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Dạ, em xin mời chị Nhật Hà. Hà thấy Sơn Kim Chi có một giọng hát rất là truyền cảm. Giọng em điêu luyện và chắc lắm. Chúc mừng em đã có một cái giọng chuyên nghiệp trong lúc em còn rất là trẻ. Trong chất giọng của con và ngay cả trong cái thoại, khi con cất lên con thoại là cô với chú Hưng nhìn nhau hết hồn á. Ý như trong phim vậy đó, con có chất giọng thoại rất là hay luôn á. Và hôm nay con phát hiện tuy rằng con diễn có sự vụng về nhưng rất có tiềm năng. Cái giọng của con nó nghe vô nó không phải đập vào tai liền, nhưng mà cái giọng của con là cái giọng len lỏi. Nó sẽ đi từ từ mà ngắm, và khi người ta ngắm người ta sẽ nghiện, nghiện cái giọng của con. Cái bài Nhớ Nhau Hoài là một cái bài rất là khó hát, tại vì nó có những cái luyến rất là khó. Như anh ở nơi nào, mai lỡ, thì ít có nhiều người luyến không có hết tròn cái đó, nó không có đã. Nhưng tất cả các nốt con làm tương đối là hoàn chỉnh hết, rất là tốt, cho nên là cô có lời khen. Mai Trần Lâm, Mai Trần Lâm thì hát giọng cũng đẹp lắm, nhưng mà em cần để ý hơn là cái xúc động khi mình hát. Cái Chi có thể là chưa có kinh nghiệm về diễn xuất vì cái tuổi con như thế. Nhỏ quá. Nhưng Lâm là anh trách chiều hơn, cái cảm xúc em không có. Nếu còn trong nữa mình sẽ suy nghĩ thật kỹ là chỉ nên hát không, hoặc là cái phần dàn dựng tìm ra một cái phương án nào đó tốt nhất để làm hỗ trợ tiết mục của mình nha. Cảm ơn chú. Dạ, xin được cảm ơn anh.